Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu tua vít thao tác nhanh có thể đổi đầu của hãng anet anh em thì cái mẫu này á là cái mẫu mà anh em xin mà mua về anh em sẽ có cái phần thân á có thể tháo ghề được ở đây nó sẽ có cái đầu cộng nè bh 2 và một cái đầu trừ 6 cái đầu này á giúp cho anh em là tháo lắp thiết bị cũng như là nại những cái thiết bị như là hạt ổ cắm hạt ghim công tắc ha, khi mà chúng ta lắp đặt á, khá là dễ dàng ngoài ra cái đầu trừ này á, anh em có thể vặn siết cb mcb cũng được luôn thì vậy, anh em thấy với một cái tay cầm có thể thao tác là anh em đảo chiều được đây như thế này ha giúp cho anh em có thể là thao tác nhanh khi mà này là siết vào mở ra này anh em khi mà anh em mở ra thì anh em chỉ cần cầm cái chui và thao tác như thế này khá là dễ nhàng ha và ở phần màu đỏ đây thì anh em có thể đảo chiều nó cái lẫy này anh em bật phía ngược lại thì sẽ đảo chiều anh em thao tác này là dặn dặn vào đây mình sẽ gắn cái cái đầu vít rồi à, anh em dặn vào anh em thấy khá là nhanh ha mà bình thường á, thì mình phải cầm như thế này mình dặn thì nó khá là mỏi tay đó anh em nếu mà cái ốc mình á, mà nó nhẹ thì anh em sẽ chỉ, chỉ cần cầm như thế này và anh em dặn thôi ha khá là ok rồi nếu mà anh em mà cần vặn cái lực lớn á, thì anh em chỉnh về chính giữa ở đây ha và anh em cầm nguyên cái cán này anh em dặn thì cái lực nó sẽ tốt hơn và chắc chắn hơn mình thấy là thiết kế đây á, là cực kỳ nhỏ gọn anh em cầm nhỏ gọn mặc dù á, bàn tay của mình á, là cũng là khá là nhỏ nhưng mà cầm cái loại này á, khá là gọn gàng luôn ha em một cái lưu ý á, là cái loại này là nó không có đạt chuẩn cách điện cho nên khi anh em lắp đặt thiết bị điện á, là anh em nhớ là cúp điện hoặc á, là hạn chế cầm vào phần đầu của cái cây tu vít là được ha mặc dù trên đây là bằng nhựa không đạt chuẩn cách điện nhưng mà nhưng mà mình thấy là nó khá là ok á. rồi cái phần này anh em có thể kháo ghê được cái đầu vít là nó sẽ giữ ở phía bên trong á, bằng cái cơ cấu là 500 hay anh em ngàn và 500 ha ha cho nên là cũng khá là dễ bị tụt ra cho nên là anh em lưu ý á, là phải sử dụng cái vít là tương đối là chuẩn ha chứ những cái tu vít mà mua ở chợ khả năng là cái thân này nó có thể ốm hơn á mình đút vô mình nghiêng vít nhìn nó sẽ bị rớt anh em do là trong đây nó không có giữ bằng bi ha cái loại này mình thấy là khá là ok khi mà anh em đeo đai á, cái đầu vít này nè anh em sẽ gắn vào trong cái cái bộ giữ đầu vít của mình á anh em đeo như thế này nè còn cái đầu vít anh em có thể gắn vào máy bắn vít máy khoan khi nào mà anh em sử dụng mà muốn vặn tay lại cho nó chắc á thì anh em lấy cái đầu này ra anh em vặn đưa vào cái cán này rồi mình dặn thế này thì cái loại này mình thấy là khá là ok cái mã của nó là anet 397 anh em có thể nhấn vào trong giỏ hàng và tham khảo giúp mình ha cảm ơn em